thưa quý vị và các bạn minh hải miền đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện đau buồn đã xảy ra trong gia đình và tôi mong rằng đây là một câu chuyện để quý vị các bạn lắng nghe cùng chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi lời chúc tới quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống Giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Thử thuê gái trẻ về gài bẫy, thử lòng con rể xem có yêu con gái mình thật lòng hay không. Ai ngờ, ông hoàng lại nhận được cái kết cực kỳ sốc như thế này. Thùy dẫn Khánh về ra mắt cả nhà Bố cô tỏ vẻ không thích Vì anh chàng này dẻo mép Và đẹp trai quá Đàn ông dẻo mép quá Thì phụ nữ phải dè chừng Kẻ bị lừa đau đớn chứ chẳng đùa Và Khánh là một người như thế nào Theo suy đoán của ông Hoàng Thấy con gái có vẻ yêu say đắm Ông Hoàng lắc đầu chán nản Kiểu này không biết Thằng con rể tương lai Nó yêu con gái ông thực sự Hay yêu tiền nhà ông đây băng khoăn từ hôm thùy đưa bạn trai về ra mắt cho đến hôm nay nhà trai xuống xin cưới ông không biết gả con gái cho khánh là quyết định đúng hay sai vì vợ chồng ông khó khăn lắm mới sinh được thùy thùy là đứa con độc nhất nên ông mong muốn điều tốt đẹp đến với nó đứa con gái ngây thơ của ông nhiều lần ông hỏi con gái khánh thật sự yêu thùy chứ thì cô gật đầu lia lìa rồi còn khoe với bố rằng khánh đã làm những gì bất chấp cả tính mạng để cứu thủy trong đợt đi biển vừa rồi thủy suýt chết đuối nghe con gái nói vậy mà ông cũng chưa tin khánh thật lòng với thủy ông bản với con gái thử thuê gái về gài bẫy khánh xem thế nào thì thủy gặt phăng ra và nói nếu bố không tôn trọng con rể rồi giận dỗi các kiểu không thuyết phục được con gái Ông Hoàng đành một mình tính kế thử lòng con rể tương lai cho chắc ăn. Hạnh phúc của con ông không thể đánh đổi bằng những câu nói ngọt đầu môi được. Cứ thế, ông Hoàng lên kế hoạch thuê cho mình một em gái trẻ xinh đẹp và nóng bỏng để gài bẫy con rể. Hôm đó, ông chủ động hẹn Khánh đến quán cà phê vườn nói chuyện. Thấy bố vợ bảo Khánh đi liền, nhưng tới nơi đợi tầm 10 phút không thấy đâu, mà lại thấy một em cực xinh và có thân hình bốc lửa bước vào là lơi ong bướm với khánh thấy gái lạ tự nhiên xuất hiện và cứ động chạm đòi phục vụ khánh miễn phí vì đã kết anh từ cái nhìn đầu tiên nghe thấy cô ả à nói vậy khánh cũng hoài nghi lắm anh cố gắng hỏi xem cô ta tiếp cận anh với mục đích gì chứ không sao lại lần đầu gặp đã dễ dãi như thế thì cô ả à tỏ ra giận hờn rồi chủ động lao tới ôm hôn khánh khiến anh không thể phản kháng nổi đứng ngồi cầm điện thoại quay ông hoàng giận tím mặt khi con rể tương lai làm chuyện đó ông cũng nghĩ là cô gái kia chủ động quá nên khánh chưa kịp đẩy ra ai ngờ chừng một phút sau anh ta ôm lấy cô gái đó và bắt đầu âu yếm táo tợn giữa thanh thiên bạch nhật như thế quá sốc và thất vọng về cậu con rể mà cô con gái ông hết lòng yêu thương ông hoàng đi về mà lòng buồn rời rợi giờ ông sẽ bắt thủy hủy hôn ngay lập tức nhưng liệu chuyện này có khiến con bé sốc quá không cứ để nó đắm chìm trong tình yêu của sự lừa dối và không thật lòng thì ông xót con lắm nói thật với nó mọi chuyện thì chẳng khác nào lấy dao đâm vào trái tim mỏng manh của con gái ông cả về nhà nhìn thấy con gái đang vui vẻ là từng trang album ảnh cưới ra xem mà ông lại rớt nước mắt thương nó. Tối hôm ấy, ông Hoàng gửi vài bức ảnh nóng cho con rể xem và chờ xem cậu ta phản ứng như thế nào. Đúng như ông dự định, Khánh sợ hại vội gọi điện xin ông xóa đi và đừng để cho Thủy biết. Giận con rể, ông bắt Khánh phải tìm lý do thuyết phục để hủy hôn với Thủy ông không muốn Khánh làm khổ con gái ông nữa Bởi vì đàn ông một khi đã ham của lạ Sẽ chẳng ngại làm đau người phụ nữ của mình Và ông không muốn chuyện đó Thà để con bé bị hủy hôn một lần Còn hơn mai này Ông phải chứng kiến Thủy khóc và than vãn Về chồng mình đi gái các kiểu Xin kính mời quý vị và các bạn Tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Chồng gửi tin nhắn gạ tình để thử lòng chung thủy và cái kết khiến cả hai choáng váng. Không ai có thể nghĩ rằng một tình yêu đẹp kéo dài hơn 5 năm, cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy của một gia đình nhỏ êm ấm kéo dài gần 7 năm, tổng cộng có 12 năm bên nhau mà hôn nhân của họ lại suýt tan vỡ chỉ bởi một cái tin nhắn. Anh và chị cùng sinh ra tại một vùng quê nghèo, sinh ra gần gũi nhau, nhưng đến tận lúc bắt đầu đi học xa nhà, Cùng nương tựa vào nhau Thì họ mới bắt đầu thương nhau Anh chọn theo ngành xây dựng Cái ngành công trường không ít vất vả Bon chen Nhưng anh cũng hy vọng Chính nó sẽ mở ra một con đường tương lai mới Cho anh và chị Cho gia đình cả hai bên Còn chị theo học một trường trung cấp kế toán Với sự chăm chỉ của mình Sau hai năm cố gắng ra trường Chị cũng có cho mình một công việc Với mức lương đủ chi tiêu tình bạn suốt thời thơ ấu, tình yêu suốt những năm tháng khó khăn của cuộc đời sinh viên nương tựa vào nhau và nghĩa vợ chồng ấy cũng đã ngần ấy lâu. Chị xin cho anh một cậu con trai giống đúc như anh, anh hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Anh tin tưởng chị thật sự, tin tưởng đến cái mức chưa từng một lần anh nghĩ đến việc chị sẽ phản bội anh. Anh là dân công trưởng. Đi nay đây mai đó có những lúc anh thương chị nhiều Vì anh không có thời gian dành cho chị Cho cuộc sống gia đình của mình Nhưng chưa một lần anh phản bội chị Phản bội tình yêu và mẹ con của chị Anh được một người bạn cho một cái sim rác Cái sim anh chàng đó chuyên dùng để tán gái Anh đã không định mượn Vì tính anh đâu có trăng hoa đến như thế Nhưng rồi cái ý nghĩ thử thách tình yêu Cuộc hôn nhân của mình lại lóe lên trong đầu anh Anh lấy cái sim đó nhắn cho vợ một tin mùi mẫn Vào cái đêm anh có lịch trực ở công trường Dù không xa nhà lắm Nhưng anh vẫn phải ở lại Anh nhắn làm quen vợ Anh là Lâm Anh là bạn của bạn học đại học với em Anh thích em từ lâu Nhưng biết em có người yêu rồi Lại cưới luôn nên không có cơ hội nói Ừ cảm ơn anh nhận được câu trả lời hời hợt của vợ lòng anh nở một nụ cười nhưng anh vẫn muốn thử thách thêm tình yêu đấy anh cố gắng tìm cách tiếp cận chị dần dần sau đó dần dần cũng nhận được những câu trả lời đỡ hời hợt hơn rồi gần một tháng liền anh cứ quan tâm vợ mình bằng cách giả vờ là một người lạ như thế nhận được những quan tâm từ một người lạ lại khiến chị rất là vui vẻ hơn chị kể cho người lạ đó về cuộc hôn nhân của mình chị kể rằng chị cô đơn và chồng đi làm xa chị xả hết những bực nhọc đối với chồng cho anh chàng đó nghe mà không hề biết đó là chồng mình chị vô tư hồn nhiên kể về tình yêu của anh chị ngày xưa nhưng rồi hôn nhân khiến con người ta bị cuốn đi cuộc sống hôn nhân với quá nhiều lo toan nên anh không còn dành thời gian cho chị như trước kia nữa chị trách anh không hay ở nhà trách anh vô tâm với người lạ đó anh cười như một nụ cười buồn anh hiểu hóa ra bấy lâu nay anh đã vô tâm với chị như thế anh cần hâm nóng lại tình yêu này cuối cùng anh nghỉ trước một ngày khi dự án kết thúc để hẹn gặp lại chị tại một khách sạn anh sẽ cầu hôn chị lại từ đầu và sẽ yêu thương chị quan tâm chị chứ không vô tâm với chị nữa nhận được cái gật đầu từ chị anh nửa vui vì đúng kế hoạch anh để ra nhưng cũng buồn vì nếu chị có làm gì đó có gặp một người đàn ông khác thì chẳng khác nào chị đang phản bội anh rồi anh nghĩ đơn giản hơn là tại anh đã không dành thời gian cho chị nếu giờ anh không quan tâm chị mà để người khác quan tâm đến một ngày nào đó mất chị thật anh biết đòi chị từ ai chị đến chị mở phòng vào Chị hoàng hốt vô cùng khi nhìn thấy anh ngồi đó Trước lúc chị định bỏ chạy Thì anh nhẹ nhàng kéo chị ngồi xuống Chị khóc nức nỡ xin lỗi anh Xin anh tha thứ cho chị Anh hiểu, anh hiểu tại anh Chị nói đây là lần đầu tiên chị phản bội tình yêu của hai người Anh cũng tin Rồi họ có với nhau một đêm yên bình tại khách sạn lạ có thể chẳng ai ngờ tin nhắn thử thách đó và tin nhắn nhường như là phản bội đó lại kéo hai con người ấy về với nhau. Có lẽ chị sẽ không một lần nào dám lên lút ra ngoài. Còn anh cũng sẽ thôi không còn vô tâm với chị. Anh dành nhiều thời gian của mình cho vợ con hơn. Cuộc hôn nhân ấy vẫn hạnh phúc vẹn nguyên như ngày mới ban đầu. Vâng, tôi mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chi tiết để bình luận chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại